Dạ xin thưa thấy rất có mặt hôm nay. Tôi tự giới thiệu tôi là cậu của ba thiên. Hôm nay tương lúc bà con cô bác có mặt hôm nay, nhân dịp đầu năm tôi xin gửi đến quý khách là cầu chúc trăm năm sức khỏe dồi dào hạnh phúc. Sau đây là xin thưa hai họ, thưa bà con cô dì chú bác, hôm nay ngày 1/1/2023 nhằm ngày 10/12 năm dần, giữa hai gia đình chúng tôi đã lựa được ngày làm tháng tốt tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi là là Ba Thiên và Diệu. Được sự có mặt của bà con cô bác đông đủ thế này, đó là một niềm vui giải thoát nhất của hai gia đình chúng tôi. Chúng tôi không nói gì hơn nữa, xin gửi đến mấy khách lời chào chúc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu rất là chân thành từ phía đại diện hai bên.